8 dấu hiệu cho thấy vận may của bạn đang đến gần. Trước khi vận may tiến đến, sẽ có rất nhiều loại thay đổi khác nhau. Ví dụ tâm trạng, cảm giác, thậm chí hoàn cảnh bên ngoài cũng phản ánh phần nào. Chỉ cần bạn lưu ý một chút, nhanh nhạy đủ để nắm bắt cơ hội, kết hợp với tinh thần cầu tiến, thì sẽ có thể khai sáng cục diện mới cho bản thân. Dưới đây là 8 dấu hiệu chứng tỏ vận may đang đến trong tầm tay bạn. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. Dấu hiệu 1. Có cảm giác thèm ăn hơn. Có câu nói, người gầy có vóc dáng đáng ghen tị, nhưng những người như vậy thường không được nhận xét là phúc hậu. Thân hình bỗng dưng trở nên gầy gò, mảnh khảnh, thì cuộc sống cũng bị ảnh hưởng không ít. Nguyên nhân có thể đến từ tinh thần hoặc thể chất, đại biểu cho năng lượng tiêu cực ghé thăm họ nhiều hơn và kéo theo rất nhiều điều không may xảy đến. Ngược lại, không ít người có thân hình tròn đầy, mũm mĩm một chút lại cho thấy họ có cuộc sống tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, tình duyên viên mãn. Vì vậy, nếu đột nhiên bạn thèm ăn và ăn nhiều hơn thì cũng đừng nên quá lo lắng. Rất có thể đó là dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng cuộc sống đang dần dần được bao phủ trong năng lượng tích cực. Chỉ cần kiểm soát khẩu phần ăn của mình đừng vượt quá lượng tiêu thụ tối đa của cơ thể trong một ngày là được. Dấu hiệu 2. Chú ý hơn đến ngoại hình. Dù là nam giới hay phụ nữ, khi khí vận không thông, họ đều trở nên bơ phờ, không chú ý đến vẻ bề ngoài hay cách ăn mặc. Khi bạn đột nhiên chú ý đến ngoại hình của mình thì xin chúc mừng, tinh thần của bạn đã trở nên tích cực trông thấy. Khi tâm trạng vui thì làm gì cũng sẽ thông thuận hơn, vận may hay cơ hội cũng dễ nắm bắt hơn. Dấu hiệu 3. Những giấc mơ tốt đẹp xuất hiện. Trước đây, bạn rất ít khi nằm mơ, hoặc cảnh trong mơ không rõ. Bỗng nhiên thời gian này lại xuất hiện những giấc mơ đẹp rõ ràng. Ví như mơ thấy mình vượt qua nơi lầy lội để đến con đường bằng phẳng rộng rãi, hoặc đi từ bóng tối ra chỗ ánh sáng, hoặc bỏ lại gánh nặng mà gọn nhẹ bước đi. Đây là điều mà những giấc mơ mang lại tín hiệu tích cực, tâm trạng thoải mái, cũng là dấu hiệu có thể kéo đến vận may. Dấu hiệu 4. Trở nên phấn khích. Khi gặp xui xẻo, con người ta đều sẽ buồn phiền, tủi thân, ngại nói, thích ở một mình nơi vắng vẻ. Ngược lại, vào một khoảng thời gian nhất định, bạn đột nhiên cảm thấy phấn chấn, thích thú không thể giải thích được và muốn quây quần bên bạn bè, người thân. Có nghĩa là vận may của bạn đang đến gần. Lúc này, bạn nên lan tỏa niềm hạnh phúc và năng lượng tích cực đến với những người xung quanh. Điều này sẽ mang lại nhiều điều may mắn hơn cho những người khác để tạo thành vòng cộng hưởng xung quanh. Dấu hiệu 5. Được nhiều người chú ý. Khi đang đi trên phố và được người lạ chủ động bắt chuyện, điều đó cho thấy bạn đang tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, thu hút người khác. Những điều may mắn cũng khó lòng cưỡng được sức hút này và nó sẽ sớm tìm đến với bạn. Dấu hiệu 6. Tâm trạng trở nên vui vẻ. Trước khi tai họa xảy ra, mọi người thường khó chịu, bồn chồn không rõ lý do như có giác quan thứ 6 mách bảo. Nếu chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ như dự tính trước đó, họ thậm chí còn tiêu cực và bi quan hơn, thậm chí không xác định được hướng đi cho bản thân. Ngược lại, khi tâm trạng của bạn bỗng trở nên cởi mở, lạc quan, đối xử với những người xung quanh một cách hài hòa dễ chịu, thì xin chúc mừng, mọi vận đen sẽ tự tiêu tan. Một thái độ tốt sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn. Dấu hiệu 7. Những người thân yêu trở nên hòa thuận. Đặt bản thân trong hoàn cảnh tồi tệ, người ta sẽ càng mất bình tĩnh với những người quan tâm đến mình. Ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng sẽ gây ra xung đột nghiêm trọng, mâu thuẫn giữa những người thân với nhau càng thêm sâu sắc. Ở thời khắc đó, những người thân yêu đã âm thầm bao dung, bỏ qua cho bạn, gìn giữ gia đình hòa thuận và êm ấm chính là một loại may mắn không phải ai cũng có được. Khi lấy lại bình tĩnh để tự suy ngẫm về hành động của bản thân, bạn sẽ nhận ra vận đen đã sớm biến mất và phúc phần thế chỗ. Dấu hiệu 8. Cây nhà đang ra hoa kết quả. Hiệu ứng môi trường vẫn luôn hiện hữu. Cây cối trong nhà bỗng nhiên đơm hoa kết trái sẽ tạo một bầu không khí sinh sôi nảy nở, phát triển mạnh mẽ. Mỗi thành viên đều sẽ cảm thấy phấn chấn, vui vẻ và tích cực hướng tới. Đây chính là biểu hiện quan trọng báo hiệu sự thịnh vượng của gia chủ. Lúc này chính là thời điểm tốt để mọi người nỗ lực phát triển bản thân. Mọi sự trên đời đều sẽ thay đổi theo thời gian và nó có thể được báo trước từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.
hãy cởi mở quan sát những dấu hiệu xung quanh, vì chúng hoàn toàn có thể thay đổi tâm trạng cũng như khí vận của bản thân chúng ta. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!